Hướng dẫn đi tour du lịch Đà Lạt 3 ngày 2 đêm tự túc giá rẻ. Chào các bạn, hôm nay để đáp ứng yêu cầu của rất nhiều bạn thì video hôm nay blog du lịch sẽ hướng dẫn các bạn đi tour Đà Lạt 3 ngày 2 đêm. Các bạn đừng tưởng đi du lịch Đà Lạt mà dễ đâu nha. Ở Đà Lạt thì có rất nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng mà các địa điểm đó lại nằm xa trung tâm thành phố. Bởi vậy nếu bạn không lên trước lịch trình tour Đà Lạt 3 ngày 2 đêm cho mình thì đảm bảo phần lớn thời gian trong tour du lịch Đà Lạt của bạn sẽ là ngắm đường phố Đà Lạt mà thôi. Mà cũng nói thật là Đà Lạt có rất nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn, cho nên nói lịch trình Đà Lạt 3 ngày 2 đêm chuẩn thì hầu như là không có tiêu chí nào để đánh giá cả. Bởi vậy hôm nay blog du lịch sẽ giới thiệu cho các bạn lịch trình Đà Lạt 3 ngày 2 đêm phù hợp với hầu hết mọi người từ già trẻ lớn bé luôn. Nếu như các bạn đã sẵn sàng rồi thì chúng ta cùng đi nào. Bạn có thể chọn tour Đà Lạt 3 ngày 2 đêm bằng xe giường nằm hay tour Đà Lạt 3 ngày 2 đêm bằng máy bay đều được. Nhưng theo blog du lịch thấy, đi du lịch Đà Lạt bằng xe tuy có chút tiết kiệm hơn nhưng tốn khá nhiều thời gian di chuyển, mà chưa kể đường đèo quanh co cũng hơi nguy hiểm, đặc biệt là vào mùa mưa. Còn nếu như đi du lịch Đà Lạt 3 ngày 2 đêm bằng máy bay thì tiện hơn vì chỉ mất khoảng hơn 30 phút bay thôi. Nhưng giá thì có vẻ hơi cao hơn nhiều so với việc đi du lịch Đà Lạt bằng xe. Bởi vậy nếu như bạn muốn tour du lịch Đà Lạt 3 ngày 2 đêm bằng vé máy bay giá rẻ thì phải chịu khó săn vé rẻ nha. Chọn phương tiện di chuyển đến Đà Lạt bằng gì thì cũng được, tùy theo nhu cầu và ngân sách của mình thôi. Vì mình chỉ có 3 ngày 2 đêm tại Đà Lạt cho nên làm gì thì làm theo blog du lịch. Bạn sắp xếp sao cho tầm khoảng 9 giờ có mặt tại Đà Lạt là đẹp rồi. Cách di chuyển từ sân bay hay là bến xe Đà Lạt về trung tâm thành phố thì blog du lịch đã có nói kỹ trong video hướng dẫn cho người lần đầu tiên đi du lịch Đà Lạt. Cho nên ở đây không nhắc nữa, mà đi thẳng vào vấn đề chính là lịch trình tour Đà Lạt 3 ngày 2 đêm thôi. Ngày đầu tiên của lịch trình tour Đà Lạt 3 ngày 2 đêm của mình sẽ là check-in đỉnh Lang Biang, sau đó tham quan tại làng Cù Lần, chiều về dạo chợ đêm Đà Lạt. Không chỉ riêng gì ở khách sạn Đà Lạt mà hầu như tất cả các khách sạn trên thế giới đều cho nhận phòng từ khoảng 12 giờ trưa trở đi thôi. Bởi thế nếu bạn đi du lịch Đà Lạt 3 ngày 2 đêm mà mang nhiều hành lý thì có thể về khách sạn để gửi hành lý rồi đi chơi cho tiện. Còn việc đặt khách sạn ở khu vực nào khi đi tour Đà Lạt 3 ngày 2 đêm thì blog du lịch sẽ chia sẻ ở cuối video nha. Nếu như bạn đi du lịch Đà Lạt 3 ngày 2 đêm với hội bạn thân thì có thể thuê xe máy cho tiện. Thuê xe máy tại Đà Lạt thường chỉ tầm khoảng 120 đến 150 một ngày thôi, đổ thêm 50.000 xăng nữa. Cùng với sự hỗ trợ của chị Google Maps nữa là tha hồ vi vu rồi. Còn bạn nào đi du lịch Đà Lạt 3 ngày 2 đêm theo nhóm gia đình mà có bé nhỏ thì có thể thuê ô tô đi cho tiện. Giá thuê xe tham quan tại Đà Lạt thì cũng như là các khu du lịch khác thôi, chỉ cần hỏi giá kỹ trước khi đi và có khiếu trả giá chút là được rồi. Giờ thì mình cùng lên đường đến Lang Biang nhé. Địa điểm du lịch Đà Lạt đầu tiên trong tour Đà Lạt 3 ngày 2 đêm chính là Lang Biang. Núi Lang Biang còn được mệnh danh là nóc nhà của thành phố Đà Lạt, nằm ở ngoài thành phố Đà Lạt, trên địa bàn thuộc huyện Lạc Dương và cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 12 km về hướng đông bắc. Nếu như bạn đi Lang Biang từ chợ Đà Lạt thì từ đây các bạn phải đi một quãng đường dài tầm khoảng 12 km mới đến được chân núi. Blog du lịch sẽ chỉ cho bạn hai tuyến đường đi Lang Biang bằng xe máy ở đây nha. Đầu tiên, tuyến 1 là đi từ chợ Đà Lạt, các bạn di chuyển đến đường Phan Đình Phùng, sau đó đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, rồi cứ tiếp tục chạy thẳng là đến chân núi Lang Biang. Hoặc bạn có thể chọn xuất phát từ chợ Đà Lạt thì di chuyển đến đường Phù Đổng Thiên Vương, sau đó đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và đi thẳng là sẽ đến được núi Lang Biang luôn. Giá vé tham quan Lang Biang tại Đà Lạt, vé vào cổng tham quan thì chỉ có 30.000 đồng một người. Còn nếu bạn đi Lang Biang bằng xe máy thì sẽ có thêm phí gửi xe là khoảng 5.000 đồng một xe. Một kinh nghiệm đi du lịch Đà Lạt 3 ngày 2 đêm mà thăm núi Lang Biang cho các bạn là để di chuyển lên đỉnh núi Lang Biang có rất nhiều cách. Tùy theo các bạn có thích thú với những trải nghiệm đó hay không, cho nên blog du lịch sẽ liệt kê những cách để di chuyển lên được đỉnh núi Lang Biang cho các bạn tự quyết định nha. Đầu tiên, bạn có thể chọn đi lên đỉnh núi Lang Biang bằng xe Jeep. Đây là cách mà rất nhiều du khách du lịch Đà Lạt áp dụng để lên đỉnh núi Lang Biang. Với cách này thì bạn phải đi bằng phương tiện xe Jeep, một loại xe khá phổ biến ở Lang Biang, không tốn chút sức lực nào mà lên được đến đỉnh rất nhanh. Giá của xe Jeep tại Lang Biang là 60.000 đồng một người, bao gồm vé khứ hồi lên và xuống. Còn nếu bạn nào đi du lịch Lang Biang theo nhóm thì có thể thuê hẳn một chiếc xe Jeep với giá là 420.000 đồng một xe, mỗi xe thì chứa tối đa là 7 người ngồi. Và cách thứ hai để các bạn có thể di chuyển lên đỉnh Lang Biang đó là đi theo đường nhựa. Đi bộ lên đỉnh núi Lang Biang tuy rất mệt nhưng mà bù lại sẽ được nhiều trải nghiệm thú vị. Ví dụ như bạn vừa đi mà bắt gặp được một khung cảnh nào đẹp thì dừng ngay đó chụp hình luôn. Và hai bên cung đường đi lên đỉnh Lang Biang được trải dài bởi những hàng thông xanh nên rất mát mẻ.
Với cách di chuyển lên đỉnh Lang Biang bằng đi đường bộ dọc đường nhựa thì bạn chỉ cần mất vé vào cổng thôi, sau đó thì cứ đi theo lối đường nhựa để lên đỉnh núi. Lối đường này là lối đường di chuyển của phương tiện jeep lên đỉnh núi cho nên cũng khá bằng phẳng dễ dàng. Mỗi lần lên núi và xuống núi thì ước tính khoảng 6 km và chắc chắn bạn phải mất khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ mới lên được. Cho nên cách đi bộ men theo đường nhựa lên đỉnh núi Lang Biang thì rất ít du khách du lịch Đà Lạt lựa chọn nha. Và cách thứ ba để đi tham quan đỉnh Lang Biang Đà Lạt đó là trekking. Đây cũng là cách đi bộ nhưng không phải ven theo đường nhựa, cách này sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Khi bạn lựa chọn lên đỉnh núi Lang Biang bằng cách trekking thì bạn sẽ băng qua vườn quốc gia Bi Đức và chinh phục núi Bà. Thời gian đến đỉnh sẽ mất khoảng 2-3 tiếng, nhưng hãy chắc chắn một điều là sức khỏe phải tốt nhé. Và trước khi đi các bạn nên học thêm những cách cơ bản khi đi rừng chẳng hạn. Vậy thì câu hỏi đặt ra là khi lên tới đỉnh Lang Biang rồi chúng ta sẽ chơi gì đây ta? Các hoạt động vui chơi tại Lang Biang thì cũng khá là phong phú, ví dụ như là các bạn có thể chọn leo núi Lang Biang bằng dây, chơi dù lượn hay là cưỡi ngựa dạo quanh, hoặc thậm chí nếu như bạn không thích thì cũng có thể ngồi nhâm nhi ly cà phê và ngắm nhìn toàn cảnh Đà Lạt từ trên cao, sau đó tạo dáng và chụp hình cho mình những bộ ảnh thực chất. Sau khi chinh phục đỉnh Lang Biang xong thì cũng đã trưa, cho nên các bạn có thể chọn cách ăn trưa trên đỉnh núi hay là xuống chân núi đều được. Nhiều du khách du lịch Đà Lạt cũng thường hay hỏi blog du lịch rằng nếu leo lên đỉnh Lang Biang thêm khóa như vậy thì sẽ ăn uống như thế nào. Tại khu du lịch Lang Biang Đà Lạt thì có rất nhiều quán ăn cho các bạn chọn lót dạ sau một chuyến khám phá leo núi mệt nhọc. Ngoài ra thì bạn cũng có thể ra khỏi khu du lịch gần kề đó là những nhà hàng nổi tiếng với các món thịt rừng đậm chất Tây Nguyên, tha hồ cho bạn và gia đình thưởng thức luôn. Sau khi nạp đầy năng lượng rồi thì chúng ta tiếp tục hành trình tour Đà Lạt 3 ngày 2 đêm tại làng Cù Lần nhé. Từ khu du lịch Lang Biang đến làng Cù Lần thì mất khoảng 20 km và mất khoảng 40 phút để di chuyển. Đường đi thì cũng dễ dàng thôi bởi được trải nhựa bằng phẳng cũng khá là dễ đi. Bạn chỉ cần đi ngược lại đến ngã ba giáo xứ Tùng Lâm, rồi theo bạn chỉ dẫn hướng đi đường Angroet, rồi tiếp tục chạy thẳng khoảng 15 km nữa là tới được làng Cù Lần rồi. Vé vào cổng tham quan tại làng Cù Lần cho người lớn là khoảng 60.000 đồng một người. Trẻ em mà đi với người lớn cao dưới 1m2 được miễn phí vé tham quan, còn cao từ 1m2 trở lên thì tính giá như người lớn nha. Khu du lịch làng Cù Lần Đà Lạt sẽ bắt đầu đón khách vào lúc 7 giờ sáng cũng như là không nhận khách và đóng cửa từ lúc 17 giờ chiều. Cho nên du khách du lịch Đà Lạt cần canh thời gian đi du lịch làng Cù Lần cho phù hợp nha. Vậy làng Cù Lần có gì chơi mà chúng ta phải tranh thủ đến khi đi tour Đà Lạt 3 ngày 2 đêm? Đầu tiên là phải nói đến cảnh đẹp và không khí trong lành rồi. Bên trong làng Cù Lần có nhiều khung cảnh đẹp nên thơ để du khách du lịch Đà Lạt ngắm cảnh và chụp ảnh. Nơi được du khách du lịch Đà Lạt lựa chọn chụp ảnh nhiều nhất trong làng Cù Lần chính là khu vực gần cầu treo và bên bờ hồ lớn. Bên cạnh đó thì tour xe jeep cũng là một điểm nhấn thú vị khi đi tham quan làng Cù Lần Đà Lạt. Làng Cù Lần Đà Lạt với nhiều địa hình dốc núi và đá sỏi cho nên để đáp ứng nhu cầu cho các du khách du lịch Đà Lạt thì nơi đây đã cho ra mắt phương tiện xe jeep nhằm đáp ứng cho du khách trải nghiệm với hình thức băng rừng lội suối. Khi ngồi trên xe, các bạn có thể cảm giác như đang phiêu lưu qua những ngọn đồi cao, những con đường uốn lượn quanh co đầy sỏi đá hay chỉ là những con suối nhỏ. Đã đến làng Cù Lần thì các bạn phải trải nghiệm hoạt động này, hứa hẹn sẽ không làm cho các bạn thất vọng đâu. Và nên lưu ý là những ai có sức khỏe yếu hay là bị bệnh về tim mạch, suy nhược cơ thể thì không nên tham gia nhé. Để trải nghiệm tour xe jeep ở làng Cù Lần thì các bạn sẽ mất khoảng 100.000 đồng một người. Và đây cũng là một trải nghiệm thú vị trong tour du lịch Đà Lạt 3 ngày 2 đêm của bạn đấy nhé. Ngoài ra thì tại khu du lịch làng Cù Lần còn có các dịch vụ như là cắm trại qua đêm cùng với những trò chơi hấp dẫn, lưu trú giữa những rừng hoa thơm ngát, giao lưu cồng chiêng cùng với đồng bào dân tộc, hoặc là hóa trang, săn bắt, leo núi vân vân. Và sau đây sẽ là những lưu ý khi tham quan làng Cù Lần dành cho các bạn đi tour du lịch 3 ngày 2 đêm Đà Lạt mà ghé qua đây nha. Đường đi làng Cù Lần khá vắng vẻ, xung quanh là đồi núi cho nên các bạn nên đổ đầy xăng và nên đi về không quá khuya. Con đường đi làng Cù Lần tuy đẹp thì đẹp thật đấy nhưng cũng khá nguy hiểm nha mọi người, nhất là các khúc cua cho nên cẩn thận. Cảnh quan ở làng Cù Lần thì vô cùng tuyệt đẹp, vì thế bạn nên nhân cơ hội này mà chụp ảnh đi nhé. Khi đi cùng trẻ nhỏ thì các bạn cần cẩn trọng vì xung quanh có rất nhiều ao hồ vực sâu nên phải chú ý. Sau khi tận hưởng cái không khí cao nguyên trong lành tại làng Cù Lần rồi thì chúng ta quay về khách sạn nghỉ ngơi chút xíu thôi nào. Như ở trên thì blog du lịch có nói là vì mình chỉ đi tour Đà Lạt 3 ngày 2 đêm thôi, cho nên việc chọn vị trí khách sạn ở trung tâm thành phố Đà Lạt cho tiện nha. Vậy đố các bạn biết trung tâm thành phố Đà Lạt nằm ở đâu không nè? Đó là khu vực Hòa Bình, nơi gần chợ Đà Lạt, gần hồ Xuân Hương nha. Nếu như bạn chọn khách sạn ở khu vực này thì có thể chọn nằm trên các tuyến đường như là Trần Quốc Toản, Bùi Thị Xuân, Lý Tự Trọng, hẻm nhà thờ Tinh Lành, đường Nguyễn Văn Trỗi, ra đầu đường 3 tháng 2 đến Nguyễn Chí Thanh. Trong đó thì khu vực mà du khách du lịch Đà Lạt thường lưu trú là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường 3 tháng 2, Hải Thượng Lãng Ông và Nguyễn Chí Thanh.
Khách sạn đặt phòng ở khu vực Hòa Bình, Đà Lạt thì thường phù hợp cho nhiều nhóm đối tượng du khách du lịch Đà Lạt. Có thể là du khách lần đầu tiên đi du lịch Đà Lạt hoặc là du khách du lịch Đà Lạt tự túc, đi theo tour du lịch Đà Lạt chọn gói. Khách là nhóm bạn hoặc nhóm gia đình hay là đi công tác đều rất là phù hợp. Nếu như các bạn đặt phòng khách sạn tại khu vực này thì buổi tối bạn có thể đi dạo quanh chợ đêm, dạo hồ Xuân Hương hay là ghé một số quán cà phê, vừa thưởng thức cà phê vừa hít thở không khí phố núi trong lành, cực kỳ thú vị và tiện lợi nữa. Sau khi nghỉ ngơi lấy sức rồi thì chúng ta lại tiếp tục hành trình đi tour Đà Lạt 3 ngày 2 đêm bằng cách di chuyển ra chợ đêm Đà Lạt hay còn gọi là chợ Âm Phủ để tìm món ngon lót dạ thôi nào. Chợ đêm Đà Lạt thì thực chất là chợ Đà Lạt trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Nhưng thay vì ban ngày bán các nhu yếu phẩm thì buổi tối lại bán đồ ăn thức uống và quà lưu niệm cho du khách du lịch Đà Lạt thôi. Chợ đêm Đà Lạt thì thường bắt đầu tầm khoảng 6 giờ chiều cho đến nửa đêm. Bạn nào đi du lịch Đà Lạt 3 ngày 2 đêm bằng xe máy thì sẽ lúng túng không biết gửi xe ở đâu khi đến chợ đêm Đà Lạt đúng không nào? Đơn giản lắm, ngay trước cổng chợ Đà Lạt, phía ở bên tay trái có một bãi giữ xe khá rộng, bạn có thể gửi xe ở đây và giá gửi xe tại chợ đêm Đà Lạt tầm khoảng 5.000 đồng đối với xe máy. Và một kinh nghiệm tham quan chợ đêm Đà Lạt dành cho các bạn là khi gửi xe các bạn nên khóa cổ xe hoặc kiểm tra lại tư trang trước khi đi để tránh trường hợp bị mất cắp. Và một điều quan trọng là bạn hãy nhớ vị trí để xe của mình, không thôi thì bạn sẽ khó mà tìm được xe giữa hàng trăm chiếc xe. Chợ đêm Đà Lạt thì bày bán rất nhiều thứ, từ món ăn vặt đến ăn no, từ hải sản cho đến thịt rừng, rồi quà lưu niệm, bánh mứt, đồ len, vân vân. Nói chung là thứ gì ở Đà Lạt có thì ở chợ đêm Đà Lạt có bán, cho nên bạn tha hồ ngắm nghía lựa chọn và thưởng thức nha. Tuy nhiên đã có nhiều câu chuyện về tình hình chặt chém du khách du lịch Đà Lạt khi tham quan chợ đêm Đà Lạt rồi. Mặc dù cơ quan chức năng đã nhiều lần vào cuộc, nhưng một thời gian sau thì tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra. Bởi vậy, Lốc Du Lịch sẽ chia sẻ cho bạn một số kinh nghiệm tham quan chợ đêm Đà Lạt để áp dụng trong tour Đà Lạt 3 ngày 2 đêm của mình nha. Đầu tiên là nếu ăn uống tại chợ đêm Đà Lạt thì phải hỏi giá trước. Bạn nào kỹ tính hơn nữa thì có thể ghi âm lại đoạn báo giá để có gì thì lôi ra xài luôn nha. Còn nếu như muốn ăn gì tại chợ đêm Đà Lạt, muốn mua gì thì nên hỏi giá thật kỹ từng món ăn một. Cẩn thận với những chiêu trò lôi kéo chụp ảnh ở chợ đêm Đà Lạt nha. Đừng ham hố, ai kêu ai mời thì cũng chụp ảnh tới lúc quay lại tính tiền không còn một xu dính túi à nha. Hãy cẩn thận với các thứ có giá trị trên người vì ở chợ đêm Đà Lạt thì rất là đông đúc. Vậy là xong chương trình ngày đầu tiên của tour du lịch Đà Lạt 3 ngày 2 đêm rồi đó. Giờ mình về khách sạn nghỉ ngơi lấy sức để ngày mai chinh chiến tiếp nha. Xin chào ngày mới. Hành trình ngày thứ 2 của tour du lịch Đà Lạt 3 ngày 2 đêm sẽ là tham quan đường hầm Điều Khắc, sau đó quay về Thiền viện Trúc Lâm. Sở dĩ ngày thứ 2 của tour Đà Lạt 3 ngày 2 đêm thì chỉ có tham quan hai địa điểm du lịch Đà Lạt là vì ở đây nó hơi xa. Mình đi du lịch là để tham quan nghỉ ngơi chứ có chạy show đâu mà nhồi nhét lịch trình cho dày đặc đúng không nào. Nhưng nói gì thì nói, có thực mới vượt được đạo. Ấy cha, vậy thì ở Đà Lạt có điểm tâm sáng gì ngon ta? Thực ra không chọn được món ăn sáng tại Đà Lạt không phải vì Đà Lạt không có gì ngon, mà thực chất là Đà Lạt có quá nhiều món ngon cho nên không biết chọn món nào thôi. Hay là mời các bạn ăn bánh ướt lòng gà nha. Bánh ướt lòng gà Đà Lạt không biết có từ bao giờ, có từ khi nào, nhưng mà đây là một trong những món ăn đã trở thành đặc sản của người thành phố ngàn hoa rồi đó. Một món ăn không thể bỏ qua khi có cơ hội đi du lịch Đà Lạt. Món ăn này được đánh giá khá là ngon và vừa miệng, giá thành thì cũng khá hợp lý, còn về vấn đề ăn no hay ăn chơi thì còn tùy thuộc vào các bạn nữa nha. Đặc trưng của món bánh nướng lòng gà Đà Lạt đó là vị dai và thơm của thịt gà, giòn giòn sừng sực của lòng heo, bánh thì được làm từ bột gạo mềm, phần nước mắm thì chua chua, cay cay, mặn ngọt. Nó hòa quyện với nhau kích thích vị giác cũng như là sẽ rất hài hòa ngay từ lần đầu tiên thưởng thức. Và sau đây sẽ là một số địa chỉ thưởng thức bánh ướt lòng gà có tiếng tại Đà Lạt mà các bạn có thể thưởng thức trong tour Đà Lạt 3 ngày 2 đêm của mình. Đó là quán Long nằm ở hẻm 202 lô A16 Phan Đình Phùng. 2 là quán bánh ướt lòng gà Đà Lạt Hằng nằm ở số 68 Phan Đình Phùng. 3 là quán Chip Chip nằm ở 28 Tăng Bạc Hổ. Và cuối cùng là quán Trang nằm ở số 15F Tăng Bạc Hổ. Nếu đã ăn sáng xong rồi thì chúng ta cùng lên đường để đến đường hầm Điều Khắc, tiếp tục hành trình khám phá Đà Lạt 3 ngày 2 đêm thôi nào. Từ trung tâm thành phố Đà Lạt dọc theo đường 30 tháng 4 hướng ra bến xe trung tâm thành phố hay là bến xe Phương Trang. Sau đó lên đèo để tới ngã ba chùa có tượng Phật vàng nằm ở bên tay phải. Sau đó bạn rẽ tay phải vào Thiền viện Trúc Lâm. Nhưng chúng ta sẽ đi đường hầm Điều Khắc trước vì đi điểm xa, chút về thì điểm gần hơn sẽ thoải mái hơn. Từ Thiền viện Trúc Lâm thì chúng ta tiếp tục đi thẳng, sẽ có bạn hướng dẫn cụ thể để các bạn đi tới đường hầm Điều Khắc nha. Giá vé vào cửa dành cho người lớn tại đường hầm Điêu Khắc là 60.000 đồng một người và trẻ em là 20.000 đồng một người. Đường hầm Điêu Khắc Đà Lạt thì mang những nét độc đáo riêng và nó luôn thu hút nhiều du khách du lịch Đà Lạt từ mọi miền tổ quốc và cả du khách du lịch Đà Lạt từ nước ngoài ghé thăm nữa nha. Khu du lịch đường hầm đất sét của
Khu du lịch đường hầm Đất Sét Đà Lạt thì mở cửa từ 7 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều thì đóng cửa nha. Ngay khi mới vào thì đường hầm Đất Sét Đà Lạt đã gây ấn tượng với du khách du lịch Đà Lạt bởi con rồng mang biểu tượng tâm linh đầy quyền lực, cùng thân mình khỏe khoắn uốn lượn mang đậm nét văn hóa Việt. Càng đi sâu bạn sẽ càng được chiêm ngưỡng những vẻ đẹp, nét độc đáo của nghệ thuật điêu khắc cùng với nhiều tượng điêu khắc từ đất sét như là cây cỏ, khỉ, voi, rắn, hoa lá, người dân hay là núi Lang Biang, thác nước, phố cổ, biệt thự cổ, xe Vespa cổ vân vân, nói chung là rất nhiều. Tại đường hầm điêu khắc Đà Lạt thì bạn có thể thấy hết một Đà Lạt thu nhỏ với các địa điểm du lịch Đà Lạt cùng trình danh lam thắng cảnh nổi tiếng đặc trưng. Đến với đường hầm điêu khắc Đà Lạt thì chủ yếu ngắm cảnh và chụp hình là chính, nhưng điểm thu hút ở đây chính là với hỗn hợp đất đỏ, bột đá và xi măng này thì đường hầm Đất Sét không nung này có độ cứng giống như là xây dựng bằng bê tông, song rất cứng, bóng, đẹp và bền hơn nhiều. Với những nét tạo tài tình tỉ mỉ, con đường Đất Sét lấy tưởng từ việc tái hiện Đà Lạt xưa và nay vô cùng độc đáo. Có thể nói đường hầm Đất Sét giống như là cuốn sách đặc biệt kể cho du khách du lịch Đà Lạt những câu chuyện mang hơi thở của quá khứ, hiện tại và tương lai, tạo nên không gian riêng vô cùng sáng tạo. Và sau đây là một vài lưu ý dành cho các bạn đi du lịch Đà Lạt 3 ngày 2 đêm mà ghé qua đường hầm Đất Sét. Đó là đường đi đường hầm Đất Sét không bằng phẳng mà điêu khắc lên xuống uốn lượn theo triền núi. Đây là nét đặc trưng của vùng đất cao nguyên và cũng là khó khăn với những bàn tay lái yếu. Hãy lưu ý để đảm bảo an toàn cho chuyến đi nhé. Đoạn đi từ Thiền viện Trúc Lâm cho tới đường hầm Đất Sét thì khá nguy hiểm, nằm dưới cánh đồng thông bạc ngàn của Hồ Tuyền Lâm. Địa điểm du lịch Đà Lạt, đường hầm Đất Sét nằm nổi bật giữa những ngôi nhà đất sét đỏ điêu khắc như nét đặc trưng riêng của vùng cao nguyên Đà Lạt. Và sau khi lắp đầy bộ nhớ điện thoại bằng những số ảnh cực chất tại đường hầm điêu khắc rồi, chúng ta sẽ quay lại Thiền viện Trúc Lâm để tiếp tục lịch trình tour Đà Lạt 3 ngày 2 đêm nhé. Nhưng giờ cơm trưa thì cũng đã đến rồi thì phải kiếm gì bỏ bụng đã nha. Dọc đường từ đường hầm Đất Sét về Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt thì bạn có thể ghé ăn tại quán ốc nhồi thịt 33 nổi tiếng Đà Lạt. Một tiêu chí cần thiết để một quán có ấn tượng tốt với thực khách đó chính là khâu phục vụ. Quán ăn ốc nhồi thịt 33 tại Đà Lạt thì được đánh giá là khá chu đáo, nhanh và lịch sự. Nếu quán vắng nhân viên phục vụ thì sẽ nướng tại bàn cho các bạn luôn. Và thời gian mở cửa của quán là từ 11 giờ trưa cho tới 9 giờ rưỡi tối, nên thích hợp cho ăn bữa trưa và bữa tối nha. Về giá cả thì cũng khá là hợp lý, từ khoảng 50.000 đồng cho đến 200.000 đồng một suất một người nếu như đi nhóm 3 người trở lên. Và đặc sản của quán thì có ốc nhồi thịt, lẩu đuôi bò, bò nướng xả, nướng sa tế hay nhúng giấm. Ngoài ra thì còn có nhiều món ăn khác. Nếu như đã nạp đủ năng lượng rồi thì bây giờ chúng ta cùng di chuyển đến Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt nha. Để đi Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt thì có hai cách. Nếu như mà du khách du lịch Đà Lạt nào chọn cách tham quan Hồ Tuyền Lâm Đà Lạt xong rồi mới di chuyển lên tham quan Thiền viện thì bạn có thể chọn con đường lên dốc qua 140 bậc thang ở Thiền viện để bước qua hết tất cả ba cánh cổng tham quan chánh điện của Thiền viện. Tuy nhiên con đường này thì không phù hợp cho những du khách nào có bệnh về xương khớp hay là gia đình có người lớn tuổi hoặc là có bé nhỏ. Và cách thứ hai để đến Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt đó là chọn cách đi cáp treo từ đồi Robinson. Từ đồi Robinson Đà Lạt thì bạn đi cáp treo xuống Thiền viện. Khi đi cáp treo bạn có thể ngắm khung cảnh xung quanh, đường đi ngắn hơn và an toàn hơn. Giá vé cáp treo từ đồi Robinson qua Thiền viện Trúc Lâm người lớn là 100.000 đồng một người khứ hồi và 70.000 đồng một người một chiều. Còn giá vé cáp treo từ đồi Robinson đến Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt dành cho trẻ em là 80.000 đồng một vé khứ hồi và 60.000 đồng cho vé một chiều. Bạn có thể lựa chọn cáp treo đi xuống Thiền viện Trúc Lâm ở đầu đèo hoặc là tiếp tục chạy thẳng ở hướng đổ đèo. Ở dưới đèo Ren thì phía bên tay trái có một tượng Phật vàng khá lớn, bạn sẽ rẽ phải chạy thẳng đến Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt. Nhiều bạn có hỏi blog du lịch rằng đi vào tham quan Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt có mua vé hay không? Thì Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt là nơi cửa Phật thanh tịnh nên không hề thu vé vào cổng đâu nhé các bạn. Không giống như những địa điểm du lịch Đà Lạt nổi tiếng khác. Những địa điểm du lịch Đà Lạt đều có những hoạt động vui chơi và giải trí nhằm giúp cho du khách du lịch Đà Lạt vui vẻ hơn, không bị nhàm chán và thu hút du khách. Nhưng riêng chỉ có ở Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt là địa điểm du lịch tại Đà Lạt không có điều đó xuất hiện. Nhưng điều đặc biệt ở Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt mà không có một địa điểm du lịch Đà Lạt nào sánh bằng đó chính là sự thanh tịnh, yên ắng, một bầu không khí trong lành sảng khoái. Nếu như du khách du lịch Đà Lạt đến với Thiền viện Trúc Lâm thì có thể hòa mình với thiên nhiên núi rừng tại Đà Lạt. Và sau đây sẽ là một số lưu ý khi đi Thiền viện Trúc Lâm bạn có thể áp dụng cho tour du lịch Đà Lạt 3 ngày 2 đêm của mình. Đó là Thiền viện Trúc Lâm là nơi thanh tịnh, là nơi tu hành của nhiều Phật tử. Vì vậy, Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt quy định không được buôn bán tụ tập bên trong thiền viện, quy định trang phục lịch sự, quần ngắn, váy ngắn và trang phục nhạy cảm không được vào. Tại chánh điện của Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt thì mọi người phải bỏ giày dép bên ngoài khi hành hương, bái Phật, không được chụp ảnh bên trong chánh điện. Một số khu vực cấm du khách du lịch Đà Lạt tham quan như là khu nội tăng, nội ni. Và lối xuống Hồ Tuyền Lâm thì
có 140 bậc thang. Nếu như trong đoàn có người già yếu hoặc có trẻ nhỏ thì không nên đi. Ở Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, mọi người sẽ được giữ xe máy miễn phí nha. Đường lên Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt có một đoạn khá dốc và nguy hiểm, đó là đoạn Bình Bôi Vàng, cho nên nếu không lên được lối này, bạn có thể đi vòng ở đường phía sau thiền viện. Vậy là xong ngày thứ hai của chương trình tour Đà Lạt 3 ngày 2 đêm rồi đó. Nói chung hôm nay cũng di chuyển hơi nhiều cho nên chắc mọi người sẽ thấm mệt. Giờ mình sẽ về trung tâm để ăn tối thôi nào. Blog du lịch sẽ giới thiệu cho bạn một số những địa điểm ăn uống ngon bạn có thể áp dụng cho tour Đà Lạt 3 ngày 2 đêm của mình. Một là quán bánh tráng nướng Dì Đinh nằm ở số 26 Hoàng Diệu, bán vào buổi tối. Hai là lẩu gà lá é Tàu Ngộ, số 5 đường 3 tháng 4 Đà Lạt. Ba là Hương Quê Quán, gà nướng cơm lam nằm ở 5B Hai Bà Trưng. 4 là Tre Chăm Đốt BBQ gồm có nướng và lẩu nằm ở 303 Hai Bà Trưng. 5 là Cháo Ớt Singapore 151, ăn là ghiền nằm ở số 151 Bùi Thị Xuân. 6 là gà nướng và cơm lam trên đỉnh đồi Trăng nằm ở số 1 Triệu Việt Vương. 7 là lẩu bắp hoa nằm ở số 12 Dạ Xin Đà Lạt. 8 là lẩu xoa xoa nằm ở số 24 đường Nguyễn Văn Cừ Đà Lạt. Hãy chào, vậy là đã hết 2 ngày trong tour Đà Lạt 3 ngày 2 đêm rồi. Thôi quay về nghỉ ngơi để ngày mai chúng ta tham quan Đà Lạt tiếp tục nhé. Ngày thứ ba của tour Đà Lạt 3 ngày 2 đêm đó là tham quan quảng trường Lâm Viên và mua sắm ở chợ Đà Lạt. Quảng trường Lâm Viên Đà Lạt thì nằm ở trên đường Trần Quốc Toản, phường 1, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Tại đây thì có nhiều công trình kiến trúc đặc biệt. Trong đó đáng nói tới đó là bông hoa dạ quỳ, là một loài hoa đặc trưng của Đà Lạt với màu vàng rực rỡ khi vào cuối mùa mưa. Bên trong tòa nhà bông hoa dạ quỳ tại quảng trường Lâm Viên Đà Lạt thì có sức chứa lên đến khoảng 1.500 người ngồi. Ngoài ra thì còn được bố trí thêm nhiều quán cà phê đẹp mắt nằm ở phía trong. Kế bên đó là công trình nụ hoa Tiso, kế bên khối hoa dạ quỳ khổng lồ thì đây là khối nụ hoa Tiso được thiết kế với nhiều loại kính màu sắc sặc sỡ. Bên trong là một quán cà phê với không gian rộng rãi, lúc về đêm cũng là lúc mà Đà Lạt nổi bật với những ánh đèn. Ngoài ra thì tại quảng trường Lâm Viên Đà Lạt có những công trình nổi bật mà blog du lịch đã nêu trên, thì còn có rất nhiều công trình ấn tượng như là hệ thống phun nước nghệ thuật, khu vui chơi, siêu thị Big C, bãi đậu xe rộng rãi. Khuôn viên của quảng trường Lâm Viên Đà Lạt rất rộng, bạn có thể đến đây để hóng mát dạo bước với người thân của mình hay là cùng bạn bè tổ chức buổi picnic ngoài trời. Quảng trường vào lúc chiều là lúc mà của các bạn trẻ hay là các em nhỏ tập trung để vui chơi giải trí. Hoặc bạn cũng có thể vào bên dưới siêu thị Big C để vui chơi thưởng thức các món ăn độc đáo của các tỉnh thành khác hay là các món của địa phương. Và có thể lên mua sắm các thứ đặc sản của Đà Lạt về biếu cho gia đình trong chương trình tour Đà Lạt 3 ngày 2 đêm của mình. Sau khi dạo chơi chụp hình tại quảng trường Lâm Viên xong thì trời cũng bắt đầu hửng nắng. Chúng ta tranh thủ qua chợ Đà Lạt mua ít quà cho chuyến du lịch Đà Lạt 3 ngày 2 đêm của mình nha. Chợ Đà Lạt thì cung cấp tất cả các loại hàng hóa, đặc biệt là các loại đặc sản Đà Lạt phải kể đến như là các loại rau tươi, rau sạch, các loại rau củ là thế mạnh của Đà Lạt, hoặc các loại bông hoặc hoa đặc trưng ở xứ sở Đà Lạt như là hoa hồng, hoa cúc, hoa lai ơn, vân vân. Các loại mứt nổi tiếng của Đà Lạt như mứt dâu, mứt hồng, một khoai lang dẻo, vân vân. Những khu bán đồ len, trang phục mặc đặc trưng của xứ sở Đà Lạt. Nói chung là đến chợ Đà Lạt thì bạn có thể mua rất nhiều đặc sản về làm quà. Và kinh nghiệm mua sắm tại chợ Đà Lạt thì cũng như các khu chợ tại các địa điểm du lịch khác thôi. Bạn chỉ cần nhớ hỏi kỹ giá trước khi mua, kiểm tra hàng và trau dồi kỹ năng trả giá là đảm bảo không bị hớ đâu nhé. Vậy là blog du lịch đã hướng dẫn cho các bạn cách đi tour Đà Lạt 3 ngày 2 đêm rồi đó. Hy vọng là với những chia sẻ này sẽ giúp ích cho các bạn trong các chuyến du lịch Đà Lạt tiếp theo. Và các bạn cũng đừng quên chia sẻ những kinh nghiệm vui trong các tour du lịch Đà Lạt của mình với gia đình tại phần comment dưới đây nhé. Xin cảm ơn các bạn đã xem hết video. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký, like, share để nhận thêm nhiều video hướng dẫn du lịch hữu ích khác của blog du lịch nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.